Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào tìm hiểu cách thức thực hiện một cái kỹ xảo mà mình mới thấy ở trong một cái quảng cáo của Thiên Long Bát Bộ 2 mà có Hoàng Thùy Linh đóng. Thì trong đây thì có một cái kỹ xảo mà khi mà nhân vật của chúng ta có một cái cảnh quay, và sau đó thì cảnh quay này nó quay xuống đất và nó lật sang một cái nhân vật khác. Thì ở đây thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sơ về cách thức thực hiện cái kỹ xảo này bằng hai cái cách. Một cách là chúng ta sẽ dùng kỹ thuật quay phim và chuyển cảnh ở trong After Effects, và cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng kỹ thuật camera projection. Thì trước khi vào tìm hiểu thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và tất cả những file thực hành project, software, plugin, stock footage mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có link download trong phần mô tả của video và hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể xuống để đọc phần mô tả để biết cách unlock các link download. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ có một cái video mình thực hiện bằng phương pháp thứ nhất, đó là mình quay. Thì mình sẽ test thử bằng một cái video, và video này thì mình quay, mình chuyển động camera để quay một chiếc xe, được chưa? Và sau đó mình cho camera của mình nó đi di chuyển xuống một phần để làm sao cho cái camera mình tối đi. Và trong quá trình camera mình nó tối như thế này thì mình sẽ thay thế cái chiếc xe của mình bằng một cái chiếc xe khác, và sau đó mình sẽ di chuyển cái camera của mình nó đi từ dưới lên, được chưa? Đây là cách mà người ta sẽ áp dụng khá là nhiều khi mà người ta quay, tại vì khi mà quay thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng các cái bệ để cho diễn viên đứng trên đó, và sau đó thì camera di chuyển xuống phía dưới cái bệ, tức là cái nền đất của chúng ta. Và sau đó thì trong quá trình di chuyển như vậy thì chúng ta sẽ thay thế cái set, thay thế diễn viên, và sau đó thì diễn viên chúng ta sẽ mình sẽ sử dụng các cái công cụ chuyển cảnh và edit ở trong After Effects để chúng ta thực hiện cái việc chuyển đổi giữa hai cảnh quay này. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ đi vào trong After Effects và mình sẽ import cái video mà mình đã quay vào đây, và mình sẽ cắt cái hai cái đoạn này lại cho nó vừa khớp với cái độ dài mà chúng ta cần. Và sau đó mình sẽ tạo một cái con với nó, được chưa? Rồi thì với cái cách đầu tiên, thực hiện đầu tiên này thì chúng ta sẽ có một cái chuyển động đi xuống và một chuyển động đi lên của camera, và trong quá trình đó chúng ta sẽ có một cái màn hình đen để cho chúng ta thay đổi diễn viên, thay đổi set, thay đổi các vật thể. Thế thì ở đây thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ ngắt cái phần chuyển động của chiếc xe màu xanh, mình đặt tên cho nó là Blue Car chẳng hạn, và mình sẽ duplicate một cái layer này lên, mình đặt tên cho nó là Red Car. Và với cái Red Car này thì mình sẽ tìm đến cái thời điểm mà cái camera của mình nó sẽ đi từ dưới lên, được chưa? Thì đây là cái đoạn mà chiếc xe màu đỏ của mình. Rồi, như vậy chúng ta đã có hai cái layer đại diện cho hai chiếc xe của mình ha. Bây giờ là vấn đề tiếp theo là mình sẽ xoay, mình sẽ rotate cái video chiếc xe màu đỏ của mình xuống, được chưa? Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái camera khi mà mình quay cái chiếc xe màu đỏ thì sẽ đi từ sẽ đi ngược lại từ ở trên phần đỉnh của layer đi xuống, được chưa? Và một cái như vậy chúng ta đã có một cái là camera di chuyển xuống dưới đất và một cái là camera di chuyển từ dưới đất đi trở lên ngược lại ha. Rồi thì khi mà chúng ta có hai layer như thế này rồi thì mình sẽ bắt đầu tạo một cái mask với cái layer xe màu xanh của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ sử dụng công cụ Rectangle Tool, mình vẽ một cái mask, được chưa? Và cái mask này thì mình sẽ tăng cái fader của cái chiều dọc lên thôi, mình tăng lên. Và sau đó thì mình sẽ key cái mask path để bắt đầu mình animate cái mask của mình. Và khi mà cái phần màu đen, camera di chuyển xuống cái phần màu đen của mặt đất thì mình sẽ cho cái mask của mình nó di chuyển lên để nó loại bỏ cái footage này luôn. Các bạn thấy là bây giờ là chúng ta sẽ có cái phần mặt đất của chúng ta sẽ được cắt ra khỏi cái scene. Đây thì mình có thể tùy chỉnh lại cái vị trí của cái mask, cái timing của cái mask sao cho nó vừa khớp với cái chuyển động của camera của mình trong cảnh này. Được chưa? Sẽ kéo cái này lên cho nó ra khỏi cái khung hình luôn. Rồi, thì sau khi mà mình tạo cái mask cho cái layer màu xanh này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái layer red car, tức là layer màu đỏ của chúng ta xuống phía dưới cái layer blue car của mình, và mình sẽ kéo nó đến cái phần mà chiếc xe của chiếc xe màu xanh của mình camera bắt đầu di chuyển xuống, thì mình sẽ kéo cái layer chiếc xe màu đỏ của mình lên, và các bạn sẽ thấy là bây giờ thì chúng ta sẽ có cái chuyển động khi mà chiếc xe màu xanh nó di chuyển xuống dưới mặt đất thì bắt đầu là chiếc xe màu đỏ chúng ta sẽ di chuyển lên ha. Và ở đây thì mình có thể thay đổi cái timing bằng cách là mình dịch chuyển lại cái layer xe màu đỏ của mình. Thì bạn thấy là bây giờ thì chúng ta sẽ có cái chuyển động giống như là trong đoạn quảng cáo vừa rồi ha, tức là chúng ta sẽ có camera di chuyển xuống đất và sau đó camera di chuyển lên ngược lại ở cái thế giới đảo ngược. Thế thì bây giờ là sau khi mà camera đã di chuyển lên như này rồi, chúng ta sẽ xoay cho cái camera nó lật trở lại. Thì cái này chúng ta có thể xoay cái layer red car này thì chúng ta xoay ngược nó trở lại, và ở đây thì mình sẽ link cái layer blue car vào cái layer red car và mình sẽ bắt đầu key cái rotation và mình sẽ cho nó đảo ngược trở lại ha. Và tất nhiên là trong quá trình đảo ngược thì mình sẽ biến cái layer cái keyframe cuối cùng này mình bấm F9 để mà cho nó mượt hơn. Trong quá trình xoay thì các bạn thấy là tất nhiên là cái layer nó sẽ là hở ra xung quanh, thì chúng ta sẽ phải thực hiện công đoạn kỹ thuật scale một tí, áp dụng thêm cái scale để cho cái layer của chúng ta nó to ra. Và ở đây thì mình sẽ áp dụng thêm cái chỉnh thêm cái position. Nói chung là áp dụng thêm một số cái thông số để chúng ta có thể chúng ta sẽ có cái hiệu ứng lật qua và sau đó nó xoay ngược trở lại. Thì tất nhiên là cái việc xoay cái camera lại thì tốt nhất là chúng ta sẽ thực hiện bằng quay phim, bằng kỹ thuật quay phim. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện bằng công đoạn dựng phim luôn. Cho nên là các bạn thấy là chúng ta cũng sẽ thực hiện một cái bước nào đó thôi ha. Cái kết quả cuối cùng của chúng ta nó sẽ như thế này. Rồi thì đây là cách thức thực hiện cái hiệu ứng này, và bằng cách là chúng ta sử dụng các cái công đoạn về quay phim. Thì như bạn thấy là khi mà chúng ta quay thì chúng ta làm sao đó thực hiện hai cái động tác di chuyển camera giữa hai shot, và giữa hai shot thì chúng ta cố gắng giữ nguyên cái vị trí của camera ở cái điểm cuối cùng, và xong quá trình mà camera dừng đó thì chúng ta sẽ thay thế diễn viên, thay thế set, thay thế các vật thể cần thiết, để sau đó chúng ta sẽ có cảnh quay thứ hai. Chúng ta có thể thực hiện cái hiệu ứng nối liền và đảo ngược ha. Rồi thì đây là cách thức là sử dụng camera. Để tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về cách thức thực hiện cái thủ thuật này bằng cái kỹ thuật camera projection. Thì ở đây để thực hiện cái công đoạn camera projection thì mình sẽ chuẩn bị thứ nhất là một cái hình chụp tĩnh, cái background trống, được chưa? Tức là cái hồi nãy là có chiếc xe, nhưng mà ở đây thì mình chụp một cái background trống, và sau đó thì mình sẽ chuẩn bị hình chụp các cái vật thể của mình ở trong cảnh quay, chẳng hạn như là chiếc xe màu đỏ và chiếc xe màu xanh. Mình chuẩn bị hai cái hình như thế này, và sau đó thì mình sẽ thực hiện cắt cái hai cái hình này ra, được chưa? Cắt hai cái xe của mình ra, xe màu đỏ và xe màu xanh ra hình PNG và có kênh alpha, được chưa? Thì trong quá trình quay thật thì các bạn có thể quay diễn viên chúng ta ở trên phông xanh, thay vì chúng ta phải cắt ra bằng Photoshop như thế này. Thì khi mà các bạn quay bằng phông xanh thì diễn viên chúng ta sẽ đứng ở trên phông xanh, và chúng ta có thể tách diễn viên chúng ta ra kênh alpha, có kênh alpha. Và cái background trống của mình thì mình sẽ dùng Photoshop, mình mở rộng cái background này lên bằng cách là chúng ta clone để mà chúng ta tạo thêm cái phần bức tường ở phía bên trên này. Thì đây là cái kết quả của mình. Thì cái mục đích là để chúng ta có thêm cái khoảng trống ở trong cảnh quay để chúng ta có thể thực hiện công đoạn camera projection. Rồi thế thì bây giờ mình sẽ đi vào trong After Effects và mình sẽ import cái background background trống của mình vào, và background này mình đã mở rộng cái phần bên trên lên ha. Rồi thế thì mình sẽ tạo một cái con với cái background này, và việc đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái script projection 3D. Mình mở cái script này lên, và cái link download đến cái script này mình cũng bao gồm trong phần mô tả của video ha. Các bạn có thể download xuống để sử dụng. Thì với cái script này đầu tiên mình sẽ bấm vào cái Make Camera. Nó sẽ tạo cho chúng ta một grid, một cái dạng hình hộp grid như thế này để chúng ta có thể khớp cái perspective, cái phối cảnh của cảnh quay. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng các cái chức năng di chuyển camera bằng cách mình bấm chữ C để mình sử dụng các công cụ di chuyển camera, và mình sẽ làm sao đó match cái phối cảnh của cái cảnh quay của mình, của cái hình chụp của mình với cái những cái đường grid này. Ở đây thì mình sẽ di chuyển cái grid của mình lên một tí, được chưa? Rồi, và sau khi mình thấy cái grid của mình nó đã hợp lý rồi, kéo cái clip này xuống một tí. Rồi thì sau khi mình thấy cái grid của mình đã ổn rồi thì mình sẽ ở đây mình sẽ không cần cái grid phía bên trái này, cho nên mình sẽ bỏ vào cái, mình sẽ xuống phần Hyper Grid, mình bỏ phần bên trái đi. Và sau đó mình sẽ bấm vào cái biểu tượng hai layer này để chúng ta thấy cái Hyper Grid nó hiện ra, và mình sẽ mở cái scale lên. Và mở cái scale mình sẽ bỏ cái link, cái biểu tượng link này đi, và mình sẽ dùng cái thông số x để mình kéo rộng những cái tấm plan của mình ra. Okay. Rồi thì sau khi mình đã có cái tấm grid của mình rồi thì bây giờ mình có thể mình sẽ di chuyển cái camera tí nữa cho nó hợp với cái perspective của cảnh quay. Rồi thì sau khi mình đã có cái grid này như thế xong rồi thì mình sẽ bấm vào cái nút Create Projection, và nó sẽ hỏi chúng ta tạo bao nhiêu cái scene. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái scene, và mình sẽ select cái camera và cái hình ảnh background của mình, và mình bấm OK. Thì nó sẽ tạo chúng ta một cái scene project, một cái con tên là Projection Scene 1, và mình có thể đi vào trong cái scene này. Và trong cái scene này thì chúng ta sẽ vào cái Script Projection 3D, và mình sẽ bấm vào cái nút Create Surface using Hypergrid Property, mình bấm OK. Thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tấm plane, tấm solid 3D, nó là ở cái grid phía dưới của mình, nó gọi là bottom, và một cái tấm solid ở cái phần tường ở bên trên của mình gọi là tấm back. Rồi thế thì đầu tiên là mình sẽ select cái tấm bottom của mình, và mình sẽ sử dụng cái tính năng thay đổi pivot rất là hay của cái Script Projection 3D này. Mình bấm vào cái biểu tượng kính lúp ở đây, và mình sẽ di chuyển cái pivot của mình về cái góc tiếp xúc giữa hai cái bức tường, được chưa? Rồi thì sau khi mà mình đã đưa cái pivot về cái góc tường này rồi, mình sẽ scale cái layer bottom của mình lại, scale lại. Mình có thể chỉ scale cái trục y thôi, để làm sao cho cái tấm plan của mình nó chỉ vừa khít vào cái phần phần biên của tấm hình thôi ha. Rồi. Thế thì bây giờ mình đã có hai cái tấm clip này rồi, thì bây giờ mình có thể select cái layer bottom này, mình vào phần Generate Position, và mình sẽ dùng cái chức năng Generate Position này, mình lấy một cái điểm ở trong cái trên cái tấm solid bottom này, và từ cái điểm position này thì mình sẽ vào phần File Import Image, và mình sẽ import cái hình chiếc xe màu xanh dương của mình. Thì trong trường hợp là các bạn quay diễn viên trên phông xanh thì các bạn có thể import cái footage diễn viên qua có kênh alpha vào đây, được chưa? Rồi thì với cái layer Bluca này thì mình sẽ scale nó to lên, mình di chuyển nó xuống phía dưới một tí, mình đẩy nó tới phía trước chút. Nói chung là chúng ta bố cục nó ở trong không gian sao cho hợp lý. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cái màu sắc của nó chưa có khớp lắm thì mình sẽ select layer Bluca của mình, vào phần Effect Color Correction Exposure, và mình sẽ tăng giảm cái Exposure để làm sao cho cái màu sắc của cái phần phản xạ của chiếc xe nó sẽ khớp với cái background. Và sau đó thì mình có thể sử dụng cái mask, công cụ Pen Tool, mình vẽ một cái mask bao quanh cái phần Reflection và shadow ở dưới cái chiếc xe, và sau đó mình sẽ tăng cái fader của cái mask này lên. Thì như vậy cái phần shadow reflection của chiếc xe nó sẽ được blend vào cái background của chúng ta rất là tốt. Rồi thì như vậy chúng ta đã có cái scene đầu tiên với cái background và chiếc xe màu xanh dương. Và ở đây thì khi chúng ta quay trở lại cái com ban đầu của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có thể dùng cái công cụ di chuyển camera để chúng ta xoay cái scene của mình trong không gian 3D, được chưa? Thì các bạn thấy là bây giờ cái scene chúng ta nó được project lên trên một cái không gian 3D, và chúng ta cũng có thể di chuyển camera xung quanh để chúng ta quan sát. Thì đây là cái kỹ thuật camera projection, và như vậy các bạn thấy là chúng ta có thể dùng cái kỹ thuật này để chúng ta di chuyển, chúng ta gọi là tạo ra một cái scene của diễn viên của mình với một cái background, và sau đó thì chúng ta dùng cái scene đó để chúng ta chuyển động camera cho cái camera của chúng ta nó di chuyển, giống như hồi nãy khi chúng ta quay, nhưng mà ở đây chúng ta không cần phải quay thật mà chúng ta sẽ dùng kỹ thuật này, chúng ta di chuyển cái camera ảo ở trong After Effects để cho cái camera đó nó đi theo cái ý muốn của chúng ta, và nó sẽ di chuyển xuống phía dưới cái background giống như hồi nãy, xuống dưới cái đất ấy. Thế thì đây ví dụ chúng ta có thể dùng cái camera ảo này, các bạn thấy là mình sẽ di chuyển camera này nó đi xuống phía dưới, thì các bạn thấy là nó cũng sẽ có cái hiệu ứng giống như vậy. Nhưng mà ở đây thì có điều là chúng ta sẽ không, chúng ta chưa có được cái mặt đất phía dưới này, nó hiện đó là cái layer màu trắng thì nhìn nó chưa có đúng. Thế thì ở đây mình sẽ quay trở lại cái projection scene 1 này, mình sẽ duplicate cái layer solid bottom này lên, và với cái layer này thì mình sẽ đổi cái pivot lại ở phía đằng trước ha, phía đằng trước chỗ này, và sau đó thì mình sẽ rotate nó để sao cho nó mình sẽ rotate nó 180 độ để sao cho nó trở thành một cái mặt đất của chúng ta. Rotate nó 90 độ ha, lộ 90 độ, và mình sẽ biến cái màu của nó thành màu đen để làm cái mặt đất, được chưa? Rồi, thế thì sau khi như vậy thì khi mà mình quay trở lại cái con ban đầu, mình di chuyển cái camera thì các bạn thấy là bây giờ cái phần ở phía dưới chúng ta nó đã thành một cái mặt đất màu đen, được chưa? Đấy, và chúng ta có thể di chuyển camera như vậy, và cho không chỉ là di chuyển camera mà chúng ta có thể xoay camera một tí để nó có một chút cái perspective, đó là cái chúng ta có thể thực hiện khi mà chúng ta có cái camera ảo như thế này, được chưa? Rồi thì sau khi mình đã có cái xe màu xanh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái chiếc xe màu đỏ. Thì ở đây mình sẽ lại dùng cái background của mình tạo một cái background, một cái com thứ hai. Cái com này mình sẽ đặt tên cho nó là red, còn cái com góc hồi nãy thì mình sẽ đặt tên cho nó là blue để phân biệt hai cái com. Rồi với cái background red mới này thì mình cũng làm giống như hồi nãy, mình sẽ đầu tiên là make cái camera, đúng không, di chuyển cái camera xuống. Và sau đó thì mình sẽ bỏ cái tấm bên trái đi, sau đó mình sẽ check vào cái biểu tượng hai layer và dùng cái hypergrid này, bỏ cái link đi và chúng ta sẽ scale nó, cái tấm plane này ra. Và sau đó thì mình sẽ select cái camera và cái tấm hình của mình và chọn create projection, đánh vào cái số lượng scene là 1. Ok. Và sau đó mình sẽ vào trong cái projection scene 2 này, mình sẽ bấm vào cái nút create surface using hypergrid property, cũng như các bước giống như nãy. Thì chúng ta sẽ có một cái bottom, select cái layer bottom và mình sẽ generate một cái điểm, một điểm đó mình sẽ để phía bên này đi. Và sau đó thì mình sẽ import cái hình ảnh chiếc xe màu đỏ của mình vô, và cũng giống như nãy mình sẽ scale cái chiếc xe màu đỏ này lên, di chuyển nó xuống phía dưới, đúng không? Kéo nó về phía trước một chút, và chúng ta sẽ chỉnh màu. Mình sẽ lấy cái layer K này, áp dụng exposure, chỉnh cho màu nó khớp với nhau, sử dụng pen tool để mà mát cái phần refraction và shadow ở phía dưới, tăng cái feather của cái mát này lên. Ta sẽ blend được chiếc xe vào cái background. Và tương tự như vậy thì mình select cái layer bottom của mình, sử dụng công cụ di chuyển pivot point thì mình sẽ cho nó, cái pivot nó về phía góc này. Và sau đó thì mình sẽ duplicate cái layer bottom này lên, đổi là cái pivot. Với cái layer bottom, trước khi mình duplicate thì mình sẽ select cái layer bottom, mình sẽ scale nó lại giống như nãy ha, mình sẽ scale nó sao cho nó vừa khít với cái phần viền của cái com, và sau đó mình sẽ duplicate nó lên. Với layer mới này mình sẽ chuyển cái pivot xuống phía dưới và mình sẽ rotate nó xuống, được chưa? Rotate nó xuống là -90 độ, được chưa? Hiện tại sẽ có cái mặt đất và mình sẽ biến nó thành layer màu đen. Rồi thì tương tự như hồi nãy thì và các bạn sẽ thấy là bây giờ thì chúng ta di chuyển cái camera thì chúng ta cũng sẽ có cái mặt đất nó xuất hiện. Ở đây thì với cái scene này mình sẽ đảo ngược nó lại thành cái thế giới đảo ngược giống như khi chúng ta quay đó, bằng cách là chúng ta sẽ select cái camera của mình sẽ vào phần orientation, mình sẽ đảo ngược nó lại, được chưa? Bằng cái thông số Z rotation mình đảo nó lại là đúng là 180 độ. Đấy. Thì như vậy là chúng ta di chuyển thì chúng ta sẽ cho cái chiếc xe của mình nó đi từ dưới lên, đúng không? Rồi. Thế thì bây giờ là chúng ta có thể key cái camera này, thì mình sẽ key cái thông số position và cái thông số point of interest. Mình key và mình kéo hai cái key này đến khoảng 2 giây, và sau đó ở cái frame đầu tiên mình sẽ cho nó, cái camera nó đi từ dưới lên. Yeah. Rồi còn bên cái xe màu xanh sẽ scale cái xe màu xanh của mình lên một chút. Rồi với cái scene xe màu xanh này thì mình sẽ dùng camera của mình và mình làm ngược lại, mình sẽ mở thông số position và point of interest mình key, và mình đến khoảng 2 giây sau mình sẽ cho camera di chuyển xuống, được chưa? Rồi thì như vậy là chúng ta sẽ có một bên là cái camera di chuyển xuống dưới đất của chiếc xe màu xanh, và một bên là camera chúng ta di chuyển từ dưới đất nhô lên và nó là chiếc xe màu đỏ. Thì các bạn thấy nó cũng giống như là cái kỹ thuật hồi nãy chúng ta quay phim thôi, mà ở đây thì chúng ta sẽ dùng camera ảo với kỹ thuật camera projection. Và sau đó thì cũng giống như hồi nãy chúng ta sẽ phối hợp hai cái com này lại, được chưa? Mình sẽ lôi cái com extend blue và extend red vào trong một cái com mới, vào trong một cái com tổng, được chưa? Đấy. Blue and red chẳng hạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phối hợp cũng giống như hồi nãy chúng ta đã làm với hai cái video của mình sẽ select cái chiếc xe màu xanh của mình, đúng không? Và mình sẽ cái lúc mà thời điểm chiếc xe nó nhô lên như thế này thì chúng ta sẽ tạo một cái mask, chúng ta sẽ tạo một cái mask chưa? Và mình sẽ key, mình sẽ vào cái map fader, mình tăng cái fader cho cái trục Z, cho trục Y, và sau đó mình key cái max path, và sau đó thì mình sẽ cho cái path của mình nó di chuyển theo cái cảnh quay của chúng ta. Rồi và sau đó thì mình sẽ đưa cái layer red, chiếc xe màu đỏ của mình xuống, để làm sao để mà cái chiếc xe màu đỏ mình nó sẽ tiệm cận với chiếc xe màu xanh của chúng ta. Okay. Rồi thì như vậy là chúng ta sẽ có cái kỹ thuật di chuyển camera qua mặt đất. Rồi thế thì với cái kỹ thuật này Đây mình sẽ xếp cái file này lại, và với kỹ thuật này thì mình sẽ để đảo ngược cái camera lại thì chúng ta sẽ vào cái projection scene. Chúng ta sẽ vào cái com extend red của chúng ta và mình sẽ rotate cái camera này lại. Sau khi mà chiếc xe nó đã ổn định rồi mình sẽ rotate nó lại. Mình sẽ check cái Z rotation, mình tạo một cái key và sau đó mình sẽ cho nó xoay ngược trở lại ha. Mình sẽ bấm F9 để làm cho cái key nó mượt hơn. Được chưa? Và ở trên cái quay lại cái com cuối cùng của chúng ta thì mình sẽ tại vì cái com cái hình ảnh của mình nó to hơn cái kích thước mục tiêu của chúng ta cho nên chúng ta có thể crop cái video này lại. Ở đây thì mình sẽ đưa cái com blue and red của chúng ta vào một cái com mới, mình crop nó lại. Cái com này thì mình sẽ set nó lại thành chẳng hạn là 1920 1080 tức là Full HD của chúng ta, đúng không? Đấy, và chúng ta có thể crop nó lại. Và mình sẽ key cái position cũng như là cái scale của nó một chút để chúng ta rồi. Thì nói chung là các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái cách thức để mà biến đổi các cái scene để mà thực hiện cái kỹ thuật di chuyển qua mặt đất và sau đó chuyển sang cái thế giới đảo ngược ha. Thì như vậy là cách tốt nhất các bạn thấy là chúng ta vẫn nên sử dụng cái camera di chuyển, chúng ta quay thật và chúng ta sẽ xoay cái footage của chúng ta khi đang quay. Còn lại thì chúng ta có thể biến đổi để mà tạo ra cái hiệu ứng ảo bằng cách dùng camera ảo và kỹ thuật camera projection ở trong After Effects. Thì trong cái tutorial năm nay thì mình cũng đã đi qua giới thiệu sơ chúng ta về các cái kỹ thuật mà có thể được áp dụng cho cái phần này. Thì hy vọng là nó sẽ có ích cho chúng ta trong cái việc chúng ta thực hiện các cái tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu về các kỹ thuật này và tìm hiểu cách thức chúng ta sử dụng và tạo ra các cái hiệu ứng tương tự như là người ta đã thực hiện. Thì hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn trong quá trình các bạn làm việc và hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và bên cạnh đó thì tất cả những cái file thực hành project, những cái stock footage mà mình sử dụng trong bài, những cái plugin software mình sử dụng thì đều có link download trong phần mô tả của video. Các bạn có thể xuống để download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.